Xin chào anh chị. Bữa nay em tới đây muốn giới thiệu đến cho anh chị một lô đất ở phường 5. Trung tâm phường 5 nha anh chị. Đường xe hơi vô tới đất nha anh chị, đường thông ra nhiều ngã luôn. Em muốn giới thiệu đến cho anh chị một lô đất bề ngang 11 m, bề dài 60 m. Đất cây hàng năm là cây lâu năm đó anh chị. Chủ bán cái lô đất này, chủ đang cần tiền bán cái lô đất này nha anh chị. Một chút xíu em quay con đường ra cho anh chị coi. Đường phía trước chiếc ô tô đang quay đầu đang quẹo đó là đường tỉnh lộ 877 nha. Đó. Bây giờ em quay lại cái hướng này. Ở khu vực này là nhà cửa rất là đông đúc luôn anh chị, tại cái này là trung tâm phường 5 mà. Cái hướng bên đây á, cái hướng bên đây á thì cũng thông ra đường lớn luôn, đường Trần Công Tường. Hướng đây thông ra đường Trần Công Tường anh chị. Hướng này nè, chút xíu cái em chạy ra đường tỉnh lộ với em chạy ra trung tâm phường 5 cho anh chị xem nha. Miếng đất này tọa lạc tại trung tâm phường 5. Diện tích của cái lô đất này là 660 mét vuông, là gần 660 mét vuông anh chị, như 650 mấy mét vuông á lô đất này nè anh chị. Đây là cái cột mốc của lô đất ngang qua đây. Ngang qua đây anh chị, dọc qua tới đây. Lô đất là tới đây luôn. Ngang 11 mét. Bị sâu vô á là 660 mét nha anh chị. Lô đất này nè. Lô đất này nè anh chị. Tại cỏ nhiều quá, em không có ra tới phía sau em quay cho anh chị coi được. Chủ bán cái lô đất này là 2 tỷ 6 nha anh chị. Tại chủ ở trên thành phố á, không có gần ở đây nên cỏ mọc hơi nhiều chút xíu. Xung quanh đây nhà ở đông lắm anh chị. Chủ ở xa quá nên không có chăm sóc cái miếng đất này được nên cỏ hơi nhiều anh chị. Dụ như anh chị về anh chị bỏ chừng triệu mấy 2 triệu ra anh chị mướn người ta làm cỏ cái là đất nó sạch sẽ lên liền à. Rồi bây giờ em chạy ra đường lớn nha. Rồi bây giờ em chạy ra đường đường tỉnh lộ nha. Rồi bây giờ bắt đầu đi anh chị. Sẵn em quay đường xá khu vực này có cái gì em quay cho anh chị xem luôn. Từ chỗ mảnh đất đi ra đường tỉnh lộ cũng gần chứ không xa anh chị. Anh chị theo dõi em nè. Gần trạm y tế, gần trường trung học luôn. Mình bước ra đầu đường là tới trạm y tế của phường 5 thị xã Gò Công. Rồi đây tới đường tỉnh lộ 877 anh chị. Ở đây là trạm y tế của phường 5 nè anh chị. Đó, trạm y tế phường 5 đó. Bây giờ bắt đầu em chạy lại trường trung học cơ sở của phường 5. Quẹo một cái là tới liền nè anh chị. Đây, mé bên trái là trạm y tế, quên, mé bên trái là trường cơ sở phường 5. Đó. Đường xá rộng rãi anh chị. Đường thì xe 1,5 tấn. Cái đường vô đất mình á, xe 1,5 tấn. Thông đi nhiều ngã luôn. Thông cũng thông là đường lớn luôn anh chị. Bây giờ em quay lại miếng đất. Em quay cái đường vô cho anh chị xem. Nó có cái bảng xe 1,5 tấn nè anh chị. Đây, cái bảng xe 1,5 tấn.
Rồi bây giờ em bắt đầu em chạy vô trung tâm thị xã Gò Công, con đường Hoàng Tiễn anh chị. Rồi em thấy phía trước mấy anh công an đang bắt mấy người bán dạo kìa. Rồi giờ quẹo vô đường Hoàng Tiễn anh chị. À, con đường này hiện tại thì người ta đang làm đường anh chị, người ta làm đường, người ta lót gạch để cho nó khang trang lại cái phường của mình đó anh chị. Đó, nên người ta moi đất là người ta làm vỉa hè đó. Em chạy cuối con đường này cho anh chị xem nha. À, cái con đường này nói chung nó cũng chưa có đông về phường 5, vô trung tâm phường 5 thì nó rất là đông luôn anh chị. Con đường này chạy chút xíu nữa thì tới công an phường 5. Chạy vài chục mét nữa thì tới Copmart. Copmart của phường 5 á anh chị, là siêu thị Copmart á. Anh chị thấy hai bên vỉa hè thấy không? Nó người ta đang lót vỉa hè đó. Cái đường nó hơi xấu chút xíu. Nhưng mà lót xong là con đường này rất là sạch đẹp nha anh chị. Rồi em chạy cuối con đường này cho anh chị coi. Miếng đất này của mình thì gần trường học nè, gần trạm y tế nè. Rồi anh chị có thể chừng 5 phút, anh chị 5 tới 10 phút anh chị đi xe là tới siêu thị. Anh chị đi cỡ tầm 10 phút là tới trung tâm của thị xã Gò Công. Đó, nên gần khu vực này nó đầy đủ tiện ích luôn anh chị. Ở đây là trường mẫu giáo phường 5. Rồi bây giờ tới đây em xin kết thúc cái video nha. Anh chị nào cần liên hệ ngay số điện thoại của em, gặp trực tiếp chủ để thương lượng với chủ nha anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại.